Em gặp đó. Ờ, con kết học quên lịch học à anh Nhiên? Nhà. Ok, lần sau nhớ lịch học của mình nha anh Nhiên nhá. Cô đỡ phải gọi mẹ. Mẹ đang đi làm đúng không? Ừ, đấy. Mẹ lại bận, mẹ lại phải nghe điện thoại. Nên lần sau mình cố gắng á, chú ý về giờ giấc học để mình tự giác và học nhá. Nhớ chưa con? Ừ, okay, giỏi lắm. Ok, hôm nay thì mình sẽ học xong một bài mới nhá. Được chưa? Mình đã hoàn thành xong cái chủ đề về ngôi nhà rồi. Được chưa? Về nhà chú cố gắng học lại cái phần từ vựng cho cô. Được chưa? Ví dụ như là mái nhà là roof này, tầng trệt là basement này, vân vân. Được chưa? Ý về học thuộc từ vựng. Tiếp theo, mình sẽ đến bài mới nhá. Cô chia sẻ màn hình cho anh Nhiên. Anh Nhiên nhìn thấy màn hình của cô chưa? Ok, nào, today we learn at our school. Anh em có biết at our school nghĩa là gì không con? Our school có nghĩa là gì nhỉ? Không biết này. Không biết á. School là gì con? School là gì? Là Trường học. đúng không? At our school, at là ở. Cô nhắn cho mẹ đã. Ok, at our school có nghĩa là ở trường học của chúng ta, được chưa? Our là chúng ta mà, at our school là ở trường học của chúng ta, được chưa? Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ có cái từ vựng sau đọc cho cô này. Từ đầu tiên nhá, board. Board. Có nghĩa là gì con? Board có nghĩa là gì nhỉ? Là, anh em có biết không? Không ạ. Ok, con ghi ở vở cho cô. Board là cái bảng nhá. Board, cái bảng. Ghi ở vở cho cô. Anh đòi Ok, tiếp tục này, đọc cho cô này. Map. map Có nghĩa là gì? Anh Nhiên có biết không con? bản đồ Bản đồ, chính xác, đúng rồi. Rất là tốt. Map ở đây là bản đồ. Tiếp tục. Rubber. rubber Nghĩa rubber là gì hả con? anh biết đấy. Rubber ở đây là cục tẩy. Ghi vào cho cô nhá. Rubber, cục tẩy. Anh Ok, tiếp tục này. Đọc từ cho cô. Page. Page. Có nghĩa là gì nhỉ? À, ghi vở nhá. Page này là trang giấy. Trang giấy, trang sách. Được chưa nào? Ghi vở cho cô. Trang giấy, trang sách. Anh Ok, tiếp tục này. Đọc cho cô tick. tick Có nghĩa là gì nhỉ? yêu thích À, đúng rồi, chính xác là dấu tích. Đúng rồi. Tiếp tục này. Point. point Có nghĩa là gì anh nhỉ? tell Point này nó có nghĩa là chỉ nhá nhá, chỉ. Ví dụ chỉ vào đâu đó thì point này có nghĩa là chỉ tay ấy, được chưa? Kia vở cho cô từ này. Đó, học ra tốt, không biết thì bảo cô luôn, rất là tốt, rất là ngoan, giỏi lắm. anh đàn Good. Tiếp tục này. Chúng ta sẽ này, bottom. bottom bottom Từ này chưa biết đúng không con? là Bottom này có nghĩa là đáy, cái đáy, được chưa? Con nhìn vào hình ảnh này này, con nhìn vào hình ảnh này này. Đây là một ngôi nhà dành cho những chú gà đúng không? Bên trên gọi là top là
và bottom là ở đáy, được chưa? Top là đỉnh và bottom là ở đáy. Chúng ta sẽ có the bottom of the sea, có nghĩa là đáy đại dương, được chưa? Kiểu bottom có nghĩa là đáy, danh từ nhá. Nó cũng có thể là tính từ nữa, bottom. Ok, tiếp tục này, giao cho cô nhá. River. River. Nghĩa là không biết nè. À, ghi vào vở, dòng sông, con sông. Tiếp tục này, road. Road. Có nghĩa là gì con có biết không? Không. Road này là con đường. Ghi vào vở cho cô, road, con đường. Anh đang. Rồi kệ, tiếp tục nhá. Nào, chúng ta sẽ có cái từ sau. Mistake. 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 Có nghĩa là gì có biết không? Anh đang. Đây là lỗi con ạ, lỗi sai ấy. Được chưa? Con nhìn thấy những cái dấu cross là dấu sai chưa? Vậy thì mistake là lỗi sai nhá. Ghi vở cho cô. Mistake là lỗi sai. Anh ta. Rồi kì, tiếp tục nhá. Ta cho cô này. Different. 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 Có nghĩa là gì? Không biết. À, different này là khác biệt. Khác biệt, khác nhau ấy. Được chưa? Tính từ nhá, khác biệt. Ví dụ hôm trước mình học different home đấy. Quên từ này à? Hôm trước mình học từ này rồi còn gì? Different home là những cái ngôi nhà khác nhau ấy. Được chưa? Different này là khác biệt, được chưa? Hiểu vợ. Cô ơi, cho đi xin nó mà. À, con đi đi. Anh đang. Ok. Con ghi xong từ different chưa? Dạ. Ok, tiếp tục nhá. Đọc cho cô này. Correct. 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 Có nghĩa là gì? Có biết không? Không. À. Không. Đúng, được chưa? Là chính xác, là đúng nhá. Correct là đúng, là chính xác. Ghi vào vở cho cô. Anh ra. Ok, đọc lại cho cô này. Mistake. Mistake. Different. Different. Correct. Correct. Ok, tiếp tục nha. Nào, ở đây mình sẽ ôn tập về thì quá khứ đơn, được chưa? Anh đi học thì quá khứ đơn ở lớp rồi đúng không? Ừ, thì bây giờ cô sẽ nhắc lại thôi nhá. Thì quá khứ đơn ở đây chúng ta sẽ có, trong tiếng Anh thì có hai loại động từ, là động từ to be và động từ thường. Đối với động từ to be ở trong thì quá khứ đơn nó sẽ chia làm hai động từ, đó chính là was và were, được chưa? Đối với chủ ngữ là I, he, she, it, danh từ số ít, danh từ không đếm được, thì động từ to be là was. Đối với
Chủ là we you they, danh từ số nhiều thì động từ to be là were, được chưa? Thủ mình sẽ thêm not vào sau were hoặc là were. Nghi vấn mình sẽ đảo cho động từ were hoặc là động từ to be were hoặc là were lên trước chủ ngữ. Còn nếu mà câu hỏi ở dạng WH question, có nghĩa là câu hỏi có từ để hỏi, thì nó sẽ đặt hỏi trước này, sau đến was hoặc là were, động từ to be rồi cuối cùng là đến chủ ngữ, từ thường thì cái động từ thường này nó phức tạp hơn một chút, đó chính là đối với động từ thường sẽ là chủ ngữ cộng động từ thêm đuôi ed nếu nó là có quy tắc, và động từ bất quy tắc thì con sẽ phải học thuộc. An Nhiên đã học thuộc động từ bất quy tắc của thì quá khứ đơn chưa? Yeah. À, thế thì về phải học thuộc dần dần đấy nhá, được chưa? Ok, và phủ định sẽ là chủ ngữ này cộng với did not cộng verb nguyên thể, được chưa? Và nghi vấn là đảo did lên trước chủ ngữ, được chưa? Nếu mà từ câu hỏi có từ để hỏi WH question thì cho động từ did sẽ được đảo lên trước chủ ngữ luôn, được chưa? Ok, nào đối với cái cách thêm đuôi ed của thì quá khứ đơn, được chưa? Thì nếu mà một động từ mà có quy tắc thì con chỉ cần thêm đuôi ed ở đằng sau động từ đó thôi. Ví dụ visit thành visited, love thành loved. Ok, tiếp tục, nếu một động từ kết thúc vowel, vowel ở đây là một nguyên âm cộng thêm với y dài thì mình cũng chỉ cần thêm đuôi ed thông thường, được chưa? Còn một từ consonant ở đây là phụ âm, được chưa? Phụ âm nguyên âm là u e o a i ấy. Còn phụ âm là những cái âm còn lại ấy, được chưa? Mà phụ âm mà thêm đuôi y, thêm một cái từ nó kết thúc bằng một phụ âm cùng với một y dài thì lúc đó mình sẽ chuyển y dài thành y ngắn và thêm ed, được chưa? Quy tắc số 4 này, một cái động từ có một âm tiết kết thúc là một nguyên âm cộng với một phụ âm thì mình sẽ gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi ed. Ví dụ chúng ta sẽ có từ stop này, stop kết thúc là một nguyên âm là o, phụ âm là p, vậy thì mình sẽ gấp đôi p trước khi thêm ed. Tương tự với từ bác cũng thế, a và t, a là nguyên âm, t là phụ âm, mình sẽ gấp đôi t trước khi thêm ed, được chưa? Đối với cái động từ mà có hai âm tiết, trọng âm rơi âm tiết thứ hai mà, được chưa, thì kết thúc lại là một phụ âm đơn thì mình sẽ gấp đôi cái phụ âm đó trước khi thêm đuôi ed. Ví dụ từ commit, được chưa? Commit trọng âm vào meet, được chưa? Vậy thì mình mà kết thúc là một phụ âm đơn t, vậy thì mình sẽ gấp đôi t trước khi thêm đuôi ed. Đã hiểu chưa hả An Nhiên? Tiếp tục nhá. Nào, con chuyển những cái động từ này sang quá khứ cho cô. Con phải xác định là động từ nào ở có quy tắc. Có quy tắc thì con sẽ chỉ cần thêm đuôi ed và áp dụng các quy tắc của thêm đuôi ed thôi. Còn động từ nào là bất quy tắc, đối với bất quy tắc thì con sẽ phải học thuộc nhá. Nào, làm cho cô xem nào.
nhà. Sao không làm được này? Tao lưu ý cho á. Đối với từ lúc con chỉ cần thêm đuôi ed, được chưa? Lớp kết thúc bằng e thì con chỉ cần thêm đuôi d thôi, được chưa? Một cái động từ mà kết thúc bằng e thì khi chuyển sang quá khứ thì con chỉ cần thêm d. Nếu mà nó là có quy tắc nhá. Like thế. Talk này con chỉ cần thêm đuôi ed thôi. Dan thì bằng e thì mình chỉ cần thêm d. Answer thì ed là chính xác rồi. Tuy nhiên này anh cho cô này, từ go là một động từ bất quy tắc khi sang quá khứ nó chuyển thành when cơ, when, được chưa? Get là bất quy tắc khi sang quá khứ thành got. See là bất quy tắc thêm sang quá khứ là show. Run là bất quy tắc sang quá khứ vẫn là run. Drink là bất quy tắc sang quá khứ là drank. Và eat là bất quy tắc sang quá khứ là ate, được chưa? Rồi, An Nhiên chưa học thuộc động từ bất quy tắc rồi. Thế nên là bài tập về nhà của An Nhiên hôm nay ngay lập tức là chúng ta học thuộc động từ bất quy tắc cho cô. Được chưa? Bây giờ con hãy kể bảng cho cô này. Cô không viết được dấu nên An Nhiên đấy nhá, viết dấu vào vở nhá. Đây là động từ nguyên thể, verb nguyên thể. Đây là verb quá khứ. Trước tiên thì học thuộc cho cô 6 cái động từ này về nhà đã. Hiểu cô kẻ bảng cho cô nhá. Kẻ thành hai bảng. Cột đầu tiên là động từ nguyên thể và cột thứ hai là động từ ở dạng quá khứ. Đã hiểu chưa An Nhiên? Ghi ở vở sau đó về học thuộc. Nhớ chưa An Nhiên? Nào, con ghi vào vở hẳn hoi nào. Kẻ bảng ra ghi nhá. Anh ra Ủa, con ghi các cái động từ vào chưa? Go thành when đấy, get thành got đấy, ghi chưa? Thế sao lại âm đan? Kẻ bảng cho cô, một cột là động từ nguyên thể, một cột là động từ quá khứ, và sau đó viết các cái động từ này vào chữ. Viết để về học thuộc ấy. Mai cô sẽ hỏi là go chuyển sang quá khứ là gì, thì con phải sẽ phải trả lời được là went. Get chuyển sang quá khứ là gì thì con phải trả lời được là got. Có hiểu cái mục đích không hả An Nhiên? Cả. Làm đi. Anh ra. Ok, tiếp tục nha. Nhớ về học thuộc cho cô, mai cô kiểm tra luôn đấy. Nào, làm bài tập này cho cô. Choose the words below and write them on the line. Chọn từ bên dưới và viết chúng vào những cái chỗ trống. Được chưa? Thì mỗi một cái câu này nó sẽ định nghĩa về một cái đồ vật ở bên dưới. Mà con những cái này thì con học rồi. Ví dụ, you can play different kinds of this on a guitar or piano. Bạn có thể chơi cái loại này khác nhau trên đàn guitar hoặc đàn piano, thì đây là loại nhạc đúng không? Vậy thì đáp án ở đây là music, được chưa? Tương tự như thế con sẽ chọn từ để điền vào chỗ trống, có hiểu không hả An Nhiên? Thì An Nhiên làm cho cô nào.
Anh chọn Ok, nhanh thế có đúng không đấy? Cô chữa bài nhá. Nào, câu số 1 là abort, chính xác. Teachers, chính xác. Rubber, chính xác. Câu này sai rồi. Some teachers put these at the end of the correct answers in test. À, giáo viên sẽ đặt cái này ở cái phần câu trả lời đúng, ở cuối câu trả lời đúng trong bài kiểm tra. Thế bên đây phải là dấu tích chứ. Dấu tích chứ. Câu số 5 bị sai rồi nhá. We'll look at these two fine roads and rivers and towns. Câu này có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn vào những cái này để tìm đường hoặc là sông hoặc là thị trấn. Thế vậy là phải nhìn vào bản đồ chứ con. Sao lại nhìn vào talk là nói được. Có hiểu không? Nào. Nào, đọc từ nhá, tập trung vào. Music. Music. Abort. Abort. Maps. Maps. Rubber. Arab. Pages. Pages. Sticks. Ticks. Pointed. Party. Taught. Talk. Happy. Happy. Ok, tiếp tục. Nào, con sẽ chọn từ để điền vào cái đoạn văn ở bên trên nhé. Chúng ta sẽ có 5 chỗ trống và cố gắng đọc kỹ đoạn văn. Xem là đoạn đấy cần cái từ nào thì con sẽ điền vào chỗ trống, hiểu không An Nhiên? Làm cho cùng.
Anh gan. Ok, còn câu 2 và câu 5 mà anh hai câu 2 và câu 5 đúng không? Ok, nào, cô cho 2 phút để suy nghĩ nốt. Vì con lại quá cố gắng tập trung suy nghĩ, hai cái câu này không khó, cô cho 2 phút để suy nghĩ. Ok, cô thấy rồi. Ok, nào cô chép bài nhá. Câu số 1 này, câu này sai. She would like you to answer the questions on, là on pages, trang trên. Cô ấy muốn bạn trả lời các câu hỏi trên trang 66 và 67 để làm bài tập về nhà, được chưa? Cái này phải là trang chứ, có số trang kia thế. Thế nên cô mới bảo là đọc lại kỹ mà. Câu số 2 này, Mr. Skip. Câu này cũng sai rồi, cái này phải là pointed mới đúng. Chỉ, được chưa? Ông Skip chỉ vào những cái quyển sách màu da cam, được chưa? Next words, câu số 3 là next words. Happy, next rất là vui, được chưa? First, he loves working on computers. Tiếp bốn này, câu số 4 là talk mới đúng. Talk about, nói chuyện về cái gì? Ở đây là nói chuyện về một ngày thú vị, được chưa? Câu số 5 là ticks, được chưa? Ở đây là you've got lots of ticks and no crosses. Bạn có rất là nhiều dấu tích và không có cái dấu nhân, là dấu nhân là dấu sai nào, được chưa? Bài này làm hơi kém nhỉ? Nào, bây giờ cô đọc bài này và dịch bài này cho con. On Tuesday morning, the music teacher, Mr. Skip, came into Nick's class and said, "Hello, I've got a message for you from Miss Sweet. She'd like you to answer the questions on pages 66 and 67 for your homework. They are about the world's longest rivers." Miss Sweet, cô một chút, cô chỉnh lại cái này, nó đang bị sai. Được rồi. Miss West isn't in school today. She's talking on the radio about playing word and pictures game in school lessons. It's very exciting. Mr. Skip pointed to some orange books. The map in those can help you. Or you can find your answer on the internet, he says. Nick was happy because he loved working on computers. That evening, he found all the answers to Miss West's questions on one of his favorite websites. When Miss Week came back to school, she talked about her exciting day, then looked at everyone's homework. What great answers, she said. You've got lots of ticks and no crosses. Well done. Okay, now cô dịch bài này nhá. Buổi sáng thứ ba, giáo viên âm nhạc, thầy Skip tới lớp học của Nick và nói, xin chào, thầy có một lời nhắn cho các em từ cô Sweet. Cô ấy muốn các em trả lời các câu hỏi trên trang 66 và 67 cho bài tập về nhà. Những cái bài tập đó, những câu hỏi đó thì hỏi về con sông dài nhất trên thế giới. Cô Sweet thì không ở trường ngày hôm nay, cô ấy phải đi tham gia một cái buổi trò chuyện trên radio về các trò chơi chữ và chơi chơi tranh ở trong các buổi học trên lớp. Nó rất là thú vị.
Thầy Skip đã chỉ vào một vài cái sách màu da cam. Những cái bản đồ trên đó có thể giúp bạn, hoặc là bạn có thể tìm kiếm câu trả lời trên mạng Internet. Và thầy nói, Nick rất là vui bởi vì anh ấy rất là thích làm việc trên máy tính. Buổi tối hôm đó thì anh ta đã tìm tất cả những cái câu trả lời cho câu hỏi của bà Sweet trên một trong số những cái website yêu thích của anh ta. Khi mà cô Sweet trở về trường học thì cô ấy nói chuyện về một ngày rất là thú vị của cô ấy. Và sau đó kiểm tra bài tập của mọi người. Thật là một câu trả lời tuyệt. Cô ấy nói, các bạn có rất là nhiều đáp án đúng và không có đáp án sai nào cả. Rất là tốt. Được chưa? Con đã hiểu về này chưa? Ok, nào bây giờ con chọn cái tên phù hợp cho câu chuyện đi. Anh ra. Ok. Nào, suy đáp án nhé. Con này sai rồi. Đáp án A là Miss Sweet buys a new radio, có nghĩa là cô Sweet mua một cái đài radio mới. Làm gì có mua đâu con. Đây là Next class get all the right answers. Lớp học của Nick có được tất cả các đáp án đều đúng. Đã rõ chưa An Nhiên? Ok, hôm nay An Nhiên vào học muộn. Tuy nhiên thì hôm nay có một bạn học lúc 3:45. Thế nên là hôm nay cô dẫn cho An Nhiên dừng tại đây. Và hôm sau cô sẽ cho An Nhiên mỗi buổi học một chút nhé. Và lần sau thì An Nhiên học đúng giờ cho cô nhé. Được chưa? Ok, so this is the end of the lesson today. So goodbye and see you next time. Goodbye.